Thưa quý vị, trong ngày 8 tháng 5, Bộ Y tế xác nhận ghi nhận thêm 93 ca bệnh COVID-19, trong đó 80 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Báo Tuổi Trẻ số ra hôm nay có bài viết Bắc Ninh thành điểm nóng mới. Đến nay, Bắc Ninh có số ca mắc cao thứ hai với gần 50 ca bệnh, trong số khoảng 20 tỉnh thành có ghi nhận ca bệnh chỉ sau Hà Nội. Bộ Y tế khuyến cáo bảo đảm nguyên tắc khoanh vùng phong tỏa, nguy cơ đến đâu, khoanh vùng đến đó, tiến tới phong tỏa cứng, gọn nhất có thể, siết chặt kỷ luật tuân thủ quy chế phòng chống dịch tại bệnh viện, cơ sở y tế và các khu cách ly tập trung. Hiện ổ dịch COVID-19 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành là phức tạp nhất, đã có ca lây nhiễm sang một số địa phận khác như xã Hoài Thượng, Xuân Lâm và không loại trừ khả năng lây lan sang các địa phương khác. Hơn 20 địa phương phải cho học sinh dừng đến trường vì dịch COVID-19 trong tuần tới, trong khi còn kiểm tra cuối kỳ, thi cuối cấp và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều vấn đề khi học sinh ngừng đến trường là bài viết trên báo Thanh Niên. Tại Hà Nội, một số trường phổ thông đang vận hành theo cơ chế tự chủ hoặc trường chuyên trực thuộc các trường đại học đã sớm quyết định cho học sinh kiểm tra học kỳ theo hình thức trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết với tình hình như hiện nay thì khung kế hoạch thời gian năm học mà bộ ban hành vẫn chưa phải tính đến việc lùi lại, muộn nhất ngày 31 tháng 5 cả nước sẽ kết thúc năm học 2020-2021. Với các địa phương chưa hoàn thành bài kiểm tra học kỳ thì việc lựa chọn hình thức kiểm tra nào hoàn toàn phụ thuộc vào quyền chủ động của các cơ sở giáo dục, các địa phương không phải báo cáo xin ý kiến của Bộ về việc này. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội, các lực lượng chức năng toàn thành phố đang tiếp tục giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, nhất là tại một số điểm nóng. Thông tin trên báo Hà Nội Mới các hoàng quán quanh khu vực Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì đã thực hiện nghiêm việc đóng cửa để phòng dịch. Lực lượng chức năng tổ chức cắm chốt tại khu vực bệnh viện để bảo đảm công tác phòng dịch theo đúng quy định. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, huyện Thanh Trì đã xử phạt hơn 30 trường hợp không đeo khẩu trang tại khu vực Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Cùng với đó, tại một số quận huyện khác, việc tổ chức tiệc cưới cũng ngừng lại để bảo đảm an toàn, giám sát quản lý chặt chẽ dân cư trên địa bàn, thực hiện nghiêm khai báo y tế và quy định xử phạt vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khi đó báo Sài Gòn Giải Phóng số ra hôm nay có bài viết xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Văn phòng chính phủ cho biết Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp trên kiểm tra cấp dưới, tỉnh kiểm tra huyện huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn bản ấp, thôn bản ấp kiểm tra dòng họ gia đình. Nơi nào lơ là chủ quan, mất cảnh giác để xảy ra điểm nóng về lây lan dịch bệnh, phải kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Xử lý nghiêm theo đúng quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm lơ là và thiếu trách nhiệm. Còn trên báo Nhân dân số ra hôm nay có các thông tin đáng chú ý khác về việc phát triển thị trường tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam. Trung bình một ngày sẽ có trên 61.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, trong đó tại khu vực đô thị khoảng hơn 37.000 tấn một ngày, khu vực nông thôn là hơn 24.000 tấn một ngày. Đây là thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam vẫn manh mún, chưa có ngành công nghiệp hỗ trợ đủ mạnh cho hoạt động tái chế. Do vậy, cần xây dựng hệ thống chính sách thúc đẩy hoạt động phân loại rác, phân loại chất thải rắn tại nguồn coi đây là giải pháp căn bản thành lập các đơn vị đầu mối có chức năng quản lý nhà nước thực hiện liên kết cung cấp thông tin về thị trường sản phẩm tái chế nguyên liệu tái sử dụng từ chất thải rắn sinh hoạt trong đó nhấn mạnh tới vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp tham gia thị trường này